Bố ra tay thì cười vui thế. Wow. Một câu. Cả tanh như mùi biển. Hình như nó phải nhảy lên ấy. À, cá có cá dưới nhưng mà lát rác vài con. Anh Trần dặn kia rồi mà. Hình như nó câu hết rồi. Wow, thế đấy. Oh wow, thế đấy, cá gì đấy? Cá này kho mết ngon. Anh đang cười đấy. Ở đây cá chép rồi đúng không? Ở đây cá chép rồi. Con cá kia như mồm là há mồm như cục. Lẩu cá chép. Dạ bố ạ. Dạ ba ba. Ba ba. Ô, cá mập kia đúng không? Ừ, đúng rồi đấy. Đây là shop này. Chơi nào thích cá đâu nhỉ? Ừ, như tất cả đây toàn là shop đây rồi. Đâu? Ừ, thế này mà mấy con shop nó không ăn mấy cái con cá nhỏ. Đây là crazy turtle. Đâu, turtle, thế này turtle. Không thấy turtle. Cho nên làm lẩu rồi. Ba trên đầu nghe cá mập này. Ở đây 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 rùa đây rùa chờ rồi. Tôi đứng đây rồi. Và chiều cơ. Ok cái này cơ. What's this? Con này con lấy con gì nhỉ? Con này con gì? Con đấy nhỉ con. Thế này, what's this? Thế này, nãy nhìn con thơ đồ ấy, kiểu nó thơ đồ. À, mà cái này bây giờ mà nó sập phát xuống, tôi chết luôn nhỉ. Ừ. Mà áp lực nước cũng nặng. Thế này, thơ đồ. Wow, con này to ấy nhỉ. Con này mà làm lẩu chắc là mẹ chả lo ăn đấy rồi. Thế đi, lúc mà ngồi con này còn kinh nhỉ. Ai con này cá khổ khổ. Đây, giant grouper. Vãi cái to ấy. Con này thì đi cưới luôn rồi. Ôi con này mà ăn chắc lọc xương chết luôn. Vãi con này to, siêu to luôn. Mắt lồi vậy. Ôi mắt lồi vậy. Cho nó nhìn mình. Cho anh ơi. Anh ơi bình tĩnh. Này con này trông như kiểu mấy ông giáo sư. Ừ đúng mắt lồi. Vãi đấy. Kinh thật. Vãi to thế. Trông như mấy ông giáo sư đầu chọc ấy đi. Mẹ kinh cái này to thế. Chụp con bò gì hôm nay đấy. Như là chắc là đang kiểu maintenance. Kinh nhỉ, cái hồ rộng phết. What's the chim nó kìa, chim. What's the chim nó kìa. Con nào cũng to lắm. Anh có để em đang dình em này. Có để em đang dình em đây đây.
Các bạn đừng có làm cho con bò lên nhé. Đây, hai con này lấy tươi chưa? Thích à? Thích à? Wow, thế đi, wow, reaction nè, wow. Yes, stingray. Còn, à, nhìn này. Còn cho nó thấy người, cho nó đến bám gần nè. Ờ. Wow. Nãy cảm giác người gần ghê. Con này nó cứ nhìn em nãy giờ. Chết mẹ, kết hàng. Kết hàng rồi thì ạ. Mấy này nằm luôn đây. Thì con bé kia đứng luôn không sợ. Nhìn mặt nhìn cái kiểu mặt cười. Cười. À, thực ra mắt nó ở trên này. À, nó thấy em chỉ nó cứ quay lại. Ôi vãi, nhìn con này. Nhìn con này, ôi vãi. Ôi. Con này biết ăn ngon. Con này đi mất rồi. À đây nhìn con cá đuối rồi. Như nó ở Việt Nam gọi là đuôi. Không biết, chỉ biết là redfish. Thích à? Yes. Bắt đầu thích ở đây. Yeah. Fish. Thì để gọi quay lại xem tiếp đi em ơi. Con này hay nhìn, nhìn rất là hay cái nhìn cái vây của nó. Thích à? Đi ra xem jellyfish đi. Nhìn jellyfish phát sáng đi. Đấy, mấy con này, mấy con phát sáng này. Ở đây nè. Rồi. Wow. Cười. Bố tắt đi cả bố hồi con thì sướng. This one. Wow. Hình như là chỗ đèn thì nó mới nhìn được rõ sướng. Tại vì sướng là trong suốt mà. Ừ. Nó là chỗ đèn mà nhìn. Không thích con này. Ôi sớm thật đấy. Ừ đúng rồi, sớm thật đấy. Sớm thật đấy, không phải là hay. Hay nhở. Nhìn kiểu nó thay đổi màu vãi chứ. Wow. Ok, let's go. Wow. Đi thích chỉnh à? Wow. Moon jelly à? Sao con này to nhỉ? Đâu trên kia kìa. Trên trần siêu. Mốt thật sự. Đây mẹ 90 cân với nó sập. Kính gì? Kính để xem bên trong. Nhìn mấy bạn như là alien. Ok. Con này biết duplicate à? Ờ. Đây này copy machine này. Mẹ, duplicate không cần plugin mẹ mới thích. Vãi trưởng. Con này. Này. Copy machine luôn. Con này mới có sữa con này. Đó. Nè. Con vãi. Con đang đẻ này. Đấy. Kinh từ bé này mà nó ấy thành to ấy à? Wow, what's this? Fish. Trông như hoa ấy à? Ê, thi nhìn này, nhìn nó. Nhìn nó ấy lên này, nhìn hay không? Kinh thân đi chăm chú ấy. Đấy, tầm 3 tuổi đã giống thế. Oh, what's this? Wow. Nó nhỏ quá. Nhưng mà này thì nó nhìn kiểu gì nhỉ? Không có mắt nhìn kiểu gì nhỉ? Con này nhiều mắt không? Đang bế đấy còn tí. Ở đây upside down jelly.
À con này loại kiểu loại thích trồng cây chuối à? Ừ. Kinh lạ nhỉ, nhiều loại lạ đấy. Blue blubber. Yeah, fish. Cha. Fish. That's fish, Rosie. Oh, that's fish. Con bắt này, con bắt về ăn này. Bắt đi, bắt về ăn. Nấm ấy, nấm ấy thì đấy, nấm ấy. Hôm nay tự nhiên nói ra con đen xì. Con này bị đột biến. Con này da đen. Hình như đây, đây là do ánh sáng này nó mới thành thế chứ đúng không? Đâu, con này lên, ánh sáng con lên rồi. Con này đen. Ừ nhờ. Đây, đây, đây là do nó ấy. Con này đột biến gen rồi. À đây, nó gọi là blue blubber này. Thế nó màu xanh thật này. À đây, cái máy hệ thống bơm nước nguyên toàn bộ cái thủy cung. Cái nước gì đây? Sao? Vai. Một vãi cả hệ thống như thế này không? Vai cả hệ thống bơm nước nó kinh này. À đây cả recover system này, nhỡ mà có vấn đề gì. Này, một tháng tiền điện, tiền nước mới bao tiền. Đây như chính phủ giả đấy. À đâu, đây là của tư nhân mà. Còn nữa.